Quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức COVID-19 mới nhất trên kênh YouTube Báo Sức Khỏe và Đời Sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế. Với những thông tin được cập nhật liên tục, chúng tôi tự tin gửi tới quý vị những video mới nhất liên quan đến an ninh trật tự và tình hình dịch COVID-19 trên cả nước. Và không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, hãy cùng chúng tôi đến với tin tức đầu tiên. <laughs> Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh yêu cầu tập trung truy vết thần tốc, bóc tách F0 và cách ly triệt để các trường hợp liên quan, dập tắt nhanh nhất các ổ dịch mới, không để lây lan ra cộng đồng. Hôm nay, Sở Chỉ huy Phòng chống dịch Covid-19 Thành phố Hà Nội tổ chức giao ban trực tuyến với các xã phường, phát động phong trào thi đua đặc biệt, toàn dân đoàn kết, chung sức thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid-19. Tại hội nghị, Chủ tịch ủy ban Nhân dân Thành phố Chu Ngọc Anh khẳng định thời gian qua, Hà Nội đã tập trung xét nghiệm thần tốc, kịp thời phát hiện phân loại F0, truy vết kỹ, không để sót, lọt các trường hợp liên quan, đảm bảo nguồn cung cấp lương thực, mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân, chăm lo an sinh xã hội, người khó khăn, yếu thế. Chủ tịch Hà Nội khẳng định, trong đợt bùng phát dịch COVID-19 thứ tư, việc giãn cách xã hội được thành phố quyết định kịp thời từ 24 tháng 7 với hai mũi chủ công để khống chế dịch bệnh xét nghiệm diện rộng tranh thủ thời gian vàng, bóc tách F0 và tổ chức thần tốc chiến dịch tiêm vaccine diện rộng cho các tầng lớp nhân dân. Thực tế, số vùng xanh không ngừng tăng lên, số ca mắc mới có ngày giảm sâu trong giãn cách. Kết quả đó khẳng định sự nỗ lực không mệt mỏi của chính quyền các cấp và toàn thể nhân dân. Trong đó có sự đóng góp lớn lao, kiên cường, dấn thân, không ngại hiểm nguy vì an toàn cộng đồng của lực lượng tuyến đầu, y tế công an, quân đội nhân dân, bảo vệ dân phố, thanh niên, người cao tuổi, ông chu ngọc anh nói ông dẫn chứng những câu chuyện ở cơ sở như mô hình chuẩn bị ba trước phong tỏa ba lớp ở đông anh vùng xanh ở mai động hoàng mai phòng chống dịch khép kín ở bạch đằng hai bà trưng cung ứng thực phẩm tại nhà ở trương dương hoàn kiếm đó là tinh thần dân xã ta dân phường ta tổ ta bảo vệ phường ta xã ta xóm ta các vùng xanh đã thực sự trở thành pháo đài chống dịch Chính quyền cơ sở xã phường, gần dân nhất, đã hàng ngày sát cánh cùng người dân ở từng khu dân cư, tổ dân phố. Đó là nguồn năng lượng lan tỏa mạnh mẽ nhất, truyền thêm động lực cho chúng tôi cũng như toàn thể cộng đồng để quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh sớm nhất, bảo vệ thành trì phòng chống dịch ở thủ đô, Chủ tịch Hà Nội nói. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh đã chính thức phát động phong trào thi đua đặc biệt toàn dân đoàn kết chung sức thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố mà theo đó công chức viên chức cũng tham gia chống dịch. Để thực hiện tốt phong trào thi đua, ông Chu Đức Anh đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện. Trong đó, cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, cán bộ, đảng viên, các tổ chức, cơ sở đảng trong toàn bộ hệ thống chính trị của thành phố cùng toàn thể nhân dân đồng lòng chung sức đẩy lùi dịch bệnh. Các lực lượng tuyến đầu chống dịch liên tục thi đua với quyết tâm cao nhất, tận tâm, tận lực, phục vụ nhân dân, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine COVID-19 cho người dân toàn thành phố, đảm bảo an toàn, hiệu quả, nâng cao năng lực điều trị, tập trung truy vết thần tốc, bóc tách F0 và cách ly triệt để các trường hợp liên quan, dập tắt nhanh nhất các ổ dịch mới, không để lây lan ra cộng đồng. Ông Chu Ngọc Anh chia sẻ, Hà Nội những ngày này thật đáng nhớ khi cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân cùng chung sức đẩy lùi dịch bệnh trong khó khăn đã có nhiều hành động nghĩa cử cao đẹp nhiều việc làm giản dị nhỏ bé nhưng biết bao ý nghĩa điều đó khẳng định một thông điệp lớn là mỗi người dân đều có thể tham gia mặt trận chống dịch chỉ một hành động nghiêm túc chấp hành là đã không đứng ngoài công cuộc này với tinh thần đoàn kết chung sức phát huy truyền thống của thủ đô anh hùng luôn đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước thành ủy thành phố tin tưởng rằng nhất định chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch covid 19 thủ đô và cả nước sẽ nhanh nhất trở về trạng thái bình thường mới để người dân có cuộc sống an lành và hạnh phúc, Chủ tịch Hà Nội nói. Cũng tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, diễn biến dịch còn rất phức tạp trong thời gian tới và chúng ta đã phải nỗ lực, hy sinh nhiều để có kết quả ngày hôm nay. Thời gian tới, tuyệt đối không được lơ là chủ quan. Cho biết, Thành ủy sẽ có chỉ thị mới về công tác phòng chống dịch. Phó Bí thư Hà Nội Nguyễn Văn Phong thông tin, Thường trực Thành ủy chỉ đạo các tri bộ, đảng bộ cơ sở, phải ra soát, cần thiết ban hành nghị quyết về việc phòng chống dịch ở cơ quan, đơn vị, địa bàn trong tình hình mới, phân công đảng viên trực tiếp tham gia chống dịch là hạt nhân chính trị đoàn kết toàn dân. Trong giãn cách xã hội, một lượng lớn cán bộ, công chức, viên chức thành phố được nghỉ hoặc làm việc tại nhà. Thành phố kêu gọi những người này chủ động, tự giác, tích cực tham gia phòng chống COVID-19 ở địa bàn dân cư của mình, ông Phong nói. Hà Nội đảm bảo nghiêm giãn cách xã hội trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố và thực hiện nghiêm giãn cách xã hội trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, trong công văn số 186 vừa ban hành, Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu lãnh đạo các cấp, các ngành thành phố chỉ đạo các lực lượng thực hiện nghiêm việc kiểm tra công tác phòng chống dịch, tổ chức chế độ trực theo dõi, nắm bắt tình hình, giải quyết công việc phát sinh trong dịp kỳ lễ. Theo đó, các cấp, các ngành liên tục thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương và thành phố. Các lực lượng chức năng duy trì công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống dịch bệnh, cháy nổ, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn, xử lý những tình huống phát sinh, không để xảy ra đột biến, bất ngờ, đặc biệt là bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, trọng điểm trong dịp quốc khánh mùng 2 tháng 9. Bên cạnh đó, Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp, các ngành tăng cường kiểm tra, giám sát nghiêm ngặt việc thực hiện chỉ đạo của Trung ương và thành phố về giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Hà Nội đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội lần thứ ba. Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 tại Hà Nội vẫn có diễn biến phức tạp, số ca nhiễm trong cộng đồng vẫn tăng cao, nguy cơ khó lường. Để không làm lãng phí thời gian giãn cách xã hội đã thực hiện trong thời gian qua, Đồng thời bảo vệ thành quả phòng chống dịch đã đạt được, toàn thành phố cần thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch của Trung ương và thành phố, đặc biệt là trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Cũng trong dịp kỷ niệm 76 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 1945 đến mùng 2 tháng 9 năm 2021, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức thăm hỏi, tặng quà tập thể và cá nhân tiêu biểu tại các địa bàn có cơ sở cách mạng, đồng thời tặng quà các đối tượng chính sách, người có công sẽ có tổng cộng 3.727 xuất quà với tổng kinh phí là hơn 3,8 tỷ đồng được trao tặng trong dịp này. Đây là việc làm ý nghĩa đã được thành phố Hà Nội thực hiện từ nhiều năm qua. Thành phố Hà Nội luôn coi công tác chăm lo cho các gia đình, đối tượng chính sách là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên là thực hiện đạo lý cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây của dân tộc. Cụ thể, thành phố sẽ trao xuất quà mức 1 triệu đồng trên một suất tặng người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945, lão thành cách mạng. Người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa cách mạng tháng 8 năm 1945, tiền khởi nghĩa. Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đây. Người có công giúp đỡ cách mạng, được tặng kỷ niệm trương, tổ quốc ghi công, hoặc bằng có công với nước người trong gia đình được tặng kỷ niệm trương tổ quốc ghi công hoặc bằng có công với nước nếu người đứng tên trong kỷ niệm trương tổ quốc ghi công hoặc bằng có công với nước đã chết hoặc đại diện vợ chồng hoặc con được nhận quà cùng với đó thành phố sẽ tổ chức thăm hỏi tặng quà tập thể và cá nhân tiêu biểu tại các địa bàn có cơ sở cách mạng là quận hà đông và các huyện gia lâm quốc oai trương mỹ phúc thọ đông anh ứng hòa trong đó tặng quà mức 11 triệu đồng trên một đơn vị cho 7 cơ sở cách mạng là các đơn vị tập thể được nhà nước tặng danh hiệu bằng có công với nước hoặc kỷ niệm trương có công giúp đỡ cách mạng trong kháng chiến. Tặng quà mức 2,5 triệu đồng trên một người cho 14 cá nhân tiêu biểu là người có công, thuộc đối tượng được tặng quà nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 năm 2021. Ngoài quà tặng của thành phố, các địa phương tùy vào điều kiện và khả năng thực tế có thể có các cơ chế chính sách hỗ trợ tặng quà cho các gia đình người có công khó khăn trên địa bàn quản lý. Theo công an thành phố Hà Nội, từ ngày 24 tháng 7 đến nay, toàn thành phố đã xử lý hơn 32.418 vụ vi phạm các quy định về phòng chống dịch, phạt tiền trên 50,1 tỷ đồng. Các vi phạm bị xử phạt phổ biến gồm ra ngoài khi không thực sự cần thiết, không đeo khẩu trang nơi công cộng, không giữ khoảng cách khi tiếp xúc, không thực hiện các quy định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng để phòng chống dịch Covid-19. Để xây dựng và phát triển kênh, chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng. Hãy like, subscribe, bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của kênh YouTube Báo Sức khỏe và đời sống các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tin tức tiếp theo.